Chị ơi, có nước hoa này dành cho họ học sinh sinh viên, giáo sinh học sinh sinh viên, chỗ tôi khổ lắm á. Mọi người có biết á, cái chủ đề này nó còn khó hơn là mọi người đặt là chị ơi, có nước hoa nào mắc không, có nước hoa nào rẻ, có nước hoa nào hả xịn sò không, độc lạ không, thì mấy cái đó không còn kiếm được. Chứ nước hoa mà giá học sinh sinh viên nó đau khổ lắm, tại vì mọi người biết là tiền nào của đó. Mà giá học sinh sinh viên nó xịt lên không thơm á, hoặc là họ bay mùi nhanh á, mọi người mắng vốn mình mà tôi khổ tôi nói trước nha. Tiền nào của đó, giá học sinh sinh viên thì nó bay mùi nhanh đấy mà chiều. Thì Ngân cũng hả khó khăn lắm, chạy chợt lắm mới hả vừa order được một cái hả chai nước hoa học sinh sinh viên, nhưng mà thực sự là chưa bao giờ xài bao giờ. Cho nên là không biết nó có thơm hay không, hay là nó thúi hay nó chua như mùi hôi lắc nữa thì tôi cũng không có biết. Đây nó mới về thì bây giờ tôi đập hộp cho mọi người hả coi luôn. Ủa gì mà hai ba lớp dữ vậy, dữ thần gì, gói gì quá chứ có chừng. Nói gì thì nói chứ hả, mở hộp ra cũng hồi hộp lắm luôn mọi người, lỡ mà hả nó chua hay nó thúi á là coi như là xong luôn á. Mua lần đầu nhưng mọi người chưa có biết cái gì hết. Cái gì đây mẹ, cái gì mà tùm lum, cái này là cái gì vậy? À, thôi xíu tính đây, hai hộp nước hoa của tôi đó, người ta gói cái này cho nó không có bị dập bể gì đó. Ủa bây giờ bóc ra làm sao đây ta, trời ơi có một con mẹ thư ký nhưng mà mẹ ăn rồi. À đây nè, đây ố dễ thương dễ thương dễ thương. Đây bạn nào mua anh để luôn này nó bóc cho nó chứ hả, để anh coi coi nó mua hai mùi, tại nó có hai mùi mà anh mua luôn hai mùi coi nó như thế nào. Thứ nhất là họ cầm cái hộp rất là nặng, rất là chắc tay nha, bao bì cũng dễ thương nha, nhưng mà hả thấy bóc ra là như cái bao thuốc lá vậy á mọi người nè, thấy bóc ra từ hai bên nè. Vui quá, để bóc ra coi sao. Rồi tiếp đi, để coi thơm nha, mới mở tới đây là đã thấy thơm nhưng mà chưa biết là hả bên trong nó có thơm không. Wow dễ thương quá à, nó có nhũ nữa mọi người. Đây cái em của nó đây đó. Để coi thơm không. Cái này là màu vàng. Chưa xịt mà đã thấy thơm. Kem thơm nha. Ok, để bây giờ anh đập cái mùi thứ hai cho mọi người. Đây là màu kem. Ok, màu hồng. Trời màu hồng rất là dễ thương luôn mọi người. Đây, hai màu. Ý, nó có hai màu thôi nhưng mà giá quá là học sinh sinh viên cho nên là thôi, anh bỏ tiền ra anh review cho mấy bạn luôn á. Đó, màu kem mà anh thấy thơm rồi đó. Để giờ xịt màu hồng, cái màu hồng thì nó giống cái khăn của mình. Đây. Đây, để xịt đây. Đâu rồi? Ủa, là đây. Tưởng không có lỗ gì. Màu này thấy eo thơm, cũng thơm, cũng thơm nha. Mùi này cũng thơm, mùi này cũng thơm nhưng mà thích mùi màu cam hơn nha. Màu hồng thơm giống mùi gì ta, mùi bột giặt hả? Màu cũng thơm. Không phải, nói chung là màu hồng cũng thơm nhưng mà anh thích màu cam hơn. Nếu mà học sinh sinh viên thì xài mùi này quá perfect. Nói chung là màu hồng quá, nó thơm dịu dịu quá mọi người, thơm theo kiểu sporty á mọi người. Tụi em có thể xịt cái mùi này đi học được nha, còn cái mùi màu cam á mọi người có thể là xịt đi chơi buổi tối cũng được. Thì đó, đây là giá học sinh sinh viên nha, nó giữ mùi được bao lâu thì không có biết, nó mới vừa khui ra nó xịt cho mọi người vậy đó. Thì con thấy nó thơm rất là thơm, có thích ngửi mùi màu cam quá à. Không biết mọi người, nói chung là nó rẻ cho nên thôi mọi người mua về đi, xịt chanh mền chiếu gối cũng được, xịt chơi cũng được, xịt cho vui cũng được, xịt ra ngoài đường cũng được đó. Kiểu hả lâu lâu đi xuống chợ không có gì á, mặc bộ đồ không make up xịt đặc phè cho nó thơm đi, tại nó rẻ quá mà. Mua hai màu luôn đi mọi người cho có biết cái mùi nó làm sao. Chứ giờ anh nói không, cũng không biết mọi người thích cái mùi nào hơn, mà anh thích mùi màu vàng, màu cam, màu vàng nhưng biết đó. Rồi đó, màu hồng cũng thơm, tính chính là cũng thơm nha. Tiếp, tắm xong xịt, tiểu xong xịt, ị xong cũng xịt, ăn xong cũng xịt, chưa ăn cũng xịt, khổ quá. Tôi coi quảng cáo riết trên tivi mà tôi điên luôn á, kiểu cái gì cũng xịt. Đây là hai cái bông phấn, à không phải, bông tẩy trang đó, sẵn ngâm mua cái ngân order luôn mà không biết bông nó như nào. Thôi bóc lại một bịch thử ra coi nó như nào đó, thấy cũng thú vị, cũng mềm mịn. Oh, yeah, cũng dễ thương mọi người. Đây cũng rẻ đó, cũng học sinh sinh viên, cái này cũng rẻ lắm. Bông phấn tại nó xài loại khác, cái này cũng mới thấy thử.
đó, lột bông tẩy trang, trời ơi lột hoài bông phấn luôn á. Rồi ok, dạo này á quà về liên tục, đập hộp không kịp đó, khổ lắm. Bây giờ đã hả quay từng clip đập hộp từ từ cho mọi người coi. Ok, see you mọi người tiếp theo.